Chào tất cả các bạn nha. Anh em tụi mình hôm nay chủ nhật rảnh các bạn được nghỉ, anh em tụi mình đi xuống đìa, anh em mình giăng lưới kiếm cá gì anh em mình nấu nướng nha các bạn, quay cho các bạn xem nha. Cũng anh đang chở mình đi xuống đìa các bạn. Đường xuống đìa cực kỳ khó đi luôn các bạn. Phương nó chạy rất là cứng, nó gặp mình chạy là chắc cái đòn quẻ cầu thì chắc mình cũng lao không cầu rồi các bạn. Quay cho các bạn xem đìa. Ok các bạn, tới được đìa rồi nha các bạn. Phương có vô đìa kia nè các bạn. Lưới nhiều nha. Đó. Phương Anh đang chuẩn bị lưới để xuống thả lưới nha các bạn. Giờ anh em mình đi cũng trưa rồi, nên anh em mình tranh thủ thả lưới xong rồi dỡ nhanh là đi về nha các bạn. Xong chưa Phương? Cũng thả vô. Cột vô cây á. Giờ anh em mình thả lưới nha các bạn. Phương đang mò gì các bạn, nó đang hình như nó gặp cá hay gì nó đang mò các bạn. Để xem thử là mò nó bắt được con gì không. Được con gì thì mình quay cho các bạn xem nha. Không có gì các bạn. Tay lưới thì mọi giờ chuẩn bị đi vô không mà đợi mà có tầm nửa tiếng lại xuống mình dỡ lưới rồi mình quay cho các bạn xem nha.
Vừa thả lưới là có cá rồi nha các bạn. Giờ mình để video này cho các bạn xem nha các bạn. Bắt được con gì vậy? Con gì? Để từ từ, để dôm tới. Phương bắt được con cá các bạn. Con cá hay con gì mổ nhìn không rõ, như con cá. Cá hả? Hả? Cái bị hả? Đây các bạn, ké dính cực nhiều luôn đó, quá trời luôn các bạn, dính ké mà dính rồng nó rin không nổi luôn. Ké nè, to 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 không, bàn tay không nè các bạn, bàn tay đó. Để cho lưới bê màng đánh dính ké dậy luôn nha các bạn. Phương Anh nè, Phương Anh đang ngồi gỡ ké với bê mình. Lưới này toàn là dính cái lựa không á nha các bạn, cái nhỏ là không có đâu nha. Còn cái to to cái bàn tay, cái bàn tay không à. Nhìn cực kỳ đẻ luôn, cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ mình cũng dựng cái chân quay rồi, bắt đầu mình cũng tiến hành phụ bê mình với Phương gỡ ké luôn nha các bạn. Cái nhỏ con thẻ bớt ra, bắt chứ nó không bắt nhiều nữa chứ. Lâu mình đụng mà vô cái này các bạn. Không biết được gỡ luôn. Cái nó to nữa. Không biết được gỡ sao luôn. Bây mình với con này gỡ mấy con mình chưa được con nào hết. Thả con đó lại tao gỡ. Gỡ con tao. Vũ. Mấy con đê nè. Có không? Có. Ở đâu hả? Con đi ra chỗ thêm gì à? Hẹn đâu? Biết tính chung rồi. Dành chung gì chứ à? Đục cái đầu tiên nha các bạn. Thứ hai nhé. Đẻ không? Kẻ đẻ không? Thank you.
vậy các bạn, rửa ké xong rồi đầu làm mổ bụng rồi làm ruột rồi xong hết các bạn, làm ruột đánh dãy rồi xong hết rồi bắt đầu giờ chị hai mình rửa ké nha các bạn. Ở đây nữa các bạn, một khâu một lỗ đây nữa này. Anh em đánh được tầm cỡ 8 kg các bạn, một tay lưới 8 kg. Phương nó mới lấy một rổ về nhà nó rồi các bạn, còn lại nhiêu đây chị hai của mình đang rửa, rửa sạch xong đem vô lựa mấy con ta to đem nướng lá chuối nha các bạn. Còn một mớ thì để làm canh chua hay là nấu lá é gì đó các bạn. Nhét vô à? Ừ. Nó thơm. À. Con ké nó thơm. À, mình nhét cái gia vị vô trong cái bụng của con ké nha các bạn, cái xong rồi mình bọc lấy chuối mình nướng vô lên á là cho nó thơm. Đó. Mình thì mình chưa ăn cái món này lần nào các bạn. Bạn nào ăn rồi thì mọi người để lại cái comment cho mình thử là mọi người làm ăn thử cái món này có ngon hay không nha. Còn mình chưa ăn, tí nữa mình ăn xong rồi mình mới review xem thử là cái món này như thế nào. Nhìn gia vị cũng rất là bắt mắt, nhìn hấp dẫn các bạn. Cái này là tới đêm nướng là nó lên cái mùi nữa là chắc chịu không nổi luôn á. Thơm cực kỳ. Gia vị có sẻ luôn nè, sẻ rồi mình làm dập nó ra là sẻ nó dậy cái vị lên, cái vị nó lên là thơm lắm các bạn. Thơm mùi sẻ với mùi ấy. Gia vị trong này là gồm có gì Phương? Sẻ ớt, hành tím đây, muối mắm, tiêu bột ngọt. Các bạn nào mà chưa ăn cái món này thì mình làm thử nha các bạn. Kế Phi làm đánh dãy cắt mang làm ruột rồi hết xong xuôi sạch sẽ hết, bắt đầu vô mình gia vị vậy, lựa những con to vô gia vị rồi bắt đầu là mình vô gia vị mình ướp cho nó thấm ở bên ngoài, xong bắt đầu mình lấy cái sẻ hành đồ đó gia vị mà mình ướp ở trong này nè, đó mình nhét hết vô trong cái bụng nó. Ok các bạn, còn cái lá chuối mình sẽ hơ sơ cái lá chuối nha các bạn để cho nó dẻo nha các bạn, nó không bị gắt nha. Ok nha các bạn, bây giờ Phương nó sẽ lấy cái lá chuối mà mình mới vừa hơi xong, bắt đầu là bây giờ là sẽ cuốn ké lại rồi cột lại rồi bắt đầu ra tiến hành mình nướng nha các bạn. Mình ra phụ Phương tay giỏ nhanh nha các bạn. Đây các bạn,
Sau khi anh em mình ngồi quấn lá chuối xong thì được một dĩa dung như vậy nha các bạn. Có tầm bao nhiêu con em Phương? 15 con á. Có tầm 15 con nha các bạn. Bây giờ Phương nó sẽ tiến hành đặt lên bếp rồi nướng nha các bạn. Lá chuối nó bốc lên rồi cộng với lại gia vị ở trong đó, cái hương đó, cái khói các bạn thấy không, cái khói đó nó bốc ra cái mùi thơm lắm các bạn, thơm kỳ luôn. Rồi tí nữa mình nướng xong rồi mình ăn review cho các bạn xem nha các bạn. Đây các bạn, sau khi mình nướng một khoảng thời gian rồi bắt đầu là cá bắt đầu giờ nó chín rồi đây các bạn. Giờ sẽ mời Phương gấp con cá ra lột review thử cho mọi người xem nha mọi người. Cho mình review cận cảnh cho các bạn xem nha. Cận cảnh Phương Anh nó lột cái lá chuối ra để coi con cá nó chín chưa, chưa chín cũng bắt nó ăn luôn nha các bạn. Đây, món này là món của nó. Món này là món của Phương Anh nha, Phương Anh nó thiết kế cái món này. Cái mình đó giờ mình chưa giờ mình ăn thử cái món này các bạn. Còn thịt chín rồi. Vàng luôn mà, khúc này vàng luôn nhìn ngon vậy. Có được cái khúc đó nó vàng á. Cái khúc đó nó cháy nhiều quá, lửa nó vô nó cháy. À nướng mình nướng cái vỏ chuối mà nó đen như vậy nè. Là vô nó vàng ve con cá. Còn cái phần này nó chưa có đen á, là nó chỉ chín cái thịt thôi nha các bạn. Chín cái thịt thôi, thơm cực kỳ luôn. Đó cái mặt dưới nó bị đen này, lật đó nó vàng lồm nữa các bạn, nướng nó phải đen cái lá chuối thì nó mới được vàng lồm như đây nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ sẽ mời nhau Phương ăn thử nha các bạn. Ok mình về đây thử nha các bạn, bạn thử không bạn? Ngon lắm á, ngon cực kỳ luôn. Thơm. Ngon. Cái phần này chưa ăn thử, chưa biết là mình nghĩ con cá này nó ngon hơn tại nó còn cháy xíu. Mình nướng lên lấy chú nó đen luôn mà. Nhưng mình ăn con cá nó ngon hơn. Nó ăn cá nó ngon hơn, nó giòn hơn, đúng không? Mà cá này thì nó ngọt thì lại nó bị mùi thơm. Tại vì nó kiểu này nó chín là nó còn kiểu còn nước á. Ngọt nó ngọt hơn. Còn cá này là thơm. Thơm sẽ thơm hơn mùi mùi sẻ, mùi hành của nó lên nó dậy lên. Không kỳ. Này là ít cay. Này là phải thêm ớt nữa, này phải thêm ớt nhiều lên nữa. Thì nó mới ngon. Tại vì ở đây toàn là dân ăn cay mà. Ớt vô giờ là hơi ít. Này bạn bèn thử. Trong mắm á, về trong mắm luôn. Các bạn. Được không? Bây giờ sẽ sẻ thơm hơn. Cái này hỏi anh đã chấm thử miếng mắm rồi lạc, nếu mà có ấy làm nhìn đẹp là không cũng là không có ai được ăn chấm mắm luôn, ăn ngon hơn nữa. Trái cháy nào, trái cháy ăn ngon lắm. Trái cháy ăn ok. Cảm ơn các bạn để xem video của mình tới giờ phút này nha các bạn. Đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như chia sẻ video để giúp cho kênh phát triển hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.